cơ sở đồ của Quý Tuấn xin kính chào anh chị cùng toàn thể quý vị và các bạn. Lúc này là 5 giờ chiều tối thứ hai ngày 29 tháng 3 năm 2021. Và tôi xin được tự giới thiệu, tôi là Tuấn, chủ kênh đồ gỗ của Quý Tuấn. Và hôm nay cơ sở của chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu gửi tới toàn thể quý vị, tới quý anh chị một bộ ghế Trường Kỷ cũ tái được làm theo lối cổ, chất liệu bằng gỗ gụ ta Quảng Bình và là bộ phiên bản đẳng cấp và đỉnh cao luôn. Bộ này thì được đục lẻ lên, được đục tích cổ đồ. Và quý vị nào mà thực sự có nhu cầu, quan tâm mà muốn sở hữu bộ ghế Trường Kỷ ở trên màn hình đây thì có thể liên hệ trực tiếp cho đơn vị của chúng tôi thông qua hai số điện thoại là 0836269999 hoặc qua số Zalo là 0985230888. Và địa chỉ cửa hàng của chúng tôi là ở số nhà 33, đường Đại Phùng 2, Đan Phượng, Hà Nội. Và quý vị có thể về khu tượng đài thị trấn Phùng, huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội. Cơ sở của chúng tôi cách khu tượng đài nằm trên trục quốc lộ 32, rẽ vào trong cổng nàng Phượng Trì mất chừng vài trăm mét. Và bộ ghế này thì đã được đơn vị của chúng tôi là hoàn thiện kỹ giấy giáp cũng như là xi sáp đánh trơ vân gỗ theo đúng lối cổ. Và kích thước là đoạn hai ghế này là đoạn là dài là 2 mét nhân chiều sâu trong lòng sử dụng là 50 phân, cao từ mặt đất lên mặt ghế này là 50. Và tấm ván ghế này là một tấm gỗ bong làm đôi. Và lá thì là dày đủ đậu 2 phân, đủ 3 chỉ. Bàn thì là 1m1 nhân 55, cao là 79, đúng cung thước tài lộc đồ bàn luôn, thước đỏ. Và đây ạ, cảnh tích của cái ghế đây, tôi sẽ dê cái ghế cho một chút để quay giới thiệu luôn cho quý vị. Thời tiết bây giờ thì nói thật với quý vị là nó quá là âm u, mà trời nó cứ bị nó lóa. Đó, trời tối rồi, đâm ra là cái chất lượng video chúng tôi quay trên điện thoại nó hơi mờ một chút. Và đây ạ, vách là được đục tích là cổ đồ nha thưa quý vị. Dưới bệ thì được đục các cái đường triện giải lụa cuốn thư cũng như là các cái cành mai treo. Và tôi xin giới thiệu chiếc mặt trước đây ạ. Mặt là trung tâm chính đây, men gỗ già đắng luôn. Và chúng tôi cam kết là 100% là gỗ gụ ta Quảng Bình nhá. Quý vị đến xem thực tế mà không có lai tạp gì thì chúng tôi tặng luôn quý vị cái sản phẩm này luôn. Đó, gỗ gụ ta Quảng Bình 100%. Và mặt ghế thì lành lặn, rộng đủ 50, không một nốt ruồi luôn. Đó, lành lặn không một nốt ruồi luôn. Và chất gỗ xuống men rất là đẹp. Đó, đen chui luôn ạ. Đó, men rất là đẹp. Thời điểm bây giờ quay nó quá bóng, đâm ra chúng tôi không biết làm cách nào để cho. Đây quý vị có thấy không ạ, đấy chỗ này nó lóa này, lóa đến đầy ngón tay tôi này, còn không nhìn thấy vân gỗ luôn cơ. Nó quá lóa luôn. Cái thời tiết buổi chiều như này mà nhờ cửa hàng của chúng tôi ở đúng hướng là chính tây, chính tây, đâm ra nó hơi khó nhìn. Ở đây mặt. Và đây là đường cuốn đấy ạ, đường cuốn chấp, được đục đầu cuốn này được đục là tùng cúc trúc mai từ quý. Và đây tay cuốn đấy ạ, đó rất đẹp luôn. Và lên cuốn dọc nó quá bóng luôn, gỗ nó lì thân, thân nó lì, làm ra là nhìn nó bị mờ, giảm cái chất gỗ đi. Đó, chỉ khi mà quý vị nhìn trên video. Và đây là tay bên này, tôi quay tôi phải lựa hết các cái góc máy nhưng mà nó không nào hết được cái độ bóng của cái sản phẩm, cho nên nó hơi khó nhìn. Đó, đeo không ạ? Và chúng ta đi vào vách của nó đây ạ. Vách bên này thì được đục các cái cây tùng này. Đó, cây tùng này có bầu rượu hồ lô này, sâu những cái giải lụa đồng tiền, cùng với đó là một cái đôn gốc cây cũng như là cây một cái ấm, một cái bình. Và đây là những cái bút nông ngày xưa đấy, ở để trên cái bàn. Đó, rất là đẹp. Đây, và chất gụ Quảng Bình thì nhìn thân thì bác nào mà nhìn có tay nghề thì nhìn cái nhận ra luôn. Và được đục thủ công do nghệ nhân chế tác. Và sang bên đây là đúng là làm theo một cái bàn. Đó, bàn đúng theo mẫu cổ đồ, mẫu tàu cổ đấy ạ. Và đây là một cái lư hương đây đang bốc khói lên, cũng như là các cái hộp đựng bút, đôn, ấm và những cái giải mây. Cùng với đó là một chậu, một cái đôn có một chậu hoa mai. Đó, kèm theo những cái giải mây đó và những cái bàn được đục theo chiều 3-4D. Mà sang bên đây, cảnh bên này là tích bên này là một cái hòm này, cũng như là cây kiếm, bát, cũng như là một cái quạt, quạt ba tiêu, cùng với đó là những cái cây hoa hồng lên. Đó, và những cái cuốn thư này, những cái quạt ba tiêu ngày xưa, những cái giải mây đấy ạ. Đó, quý vị xem là đục rất là đẹp. Và ở dưới cái cuốn này cũng được đục các cái đường dây nho. Và chúng ta đi theo tiếp theo sang bên bệ. Bệ đây thì được đục là dày là 3/2. Đó, 3/2 nhưng mà làm lên rồi thì còn 3/2. Và những cái cây nho ra đường triện rất là đẹp luôn. Đó, giải lụa này, những cây kiếm này, cuốn thư này. Rồi thì giữa là cây mai đục những con chim.
Chất gỗ thì già đanh luôn. Tiếp theo chúng ta sang bên một chút bên bên hậu của chiếc ghế này. Đây bên hậu đấy ạ. Lành lặn, lục lõi, trước sau như một luôn. Và tôi quay luôn cái bàn này cho quý vị cùng xem. Đi qua cái ghế kia rồi thì sang cái bàn này tôi quay lốt cái ghế kia. Có bàn này chất gỗ đấy ạ. Nếu mà để chất gỗ gụ Quảng Bình thì không bao giờ làm chúng ta thất vọng. Gỗ nó quá đẹp luôn. Đó, tôi quay nó bị bóng này, đi máy đâu bóng đấy. Tôi phải quay nghiêng máy như này để cho quý vị dễ cảm nhận cũng như là dễ xem. Không bàn thôi. Đây là tổng thể ở trên mặt đấy ạ. Và ở dưới này là một cái đợt để bàn tre, để che thuốc ở dưới này. Cùng với đó là chân, quý vị để chân ở cái dưới cái đợt cuối cùng. Và các cái đường dạ này được đục nho sóc, được đục cảnh nho sóc với bốn mặt như nhau. Đây từ cái ván đợt đây cũng là vần rất là đẹp này. Đó, hụ ta của mình 100%. Và tiếp theo chúng ta sang lốt cái ghế ở bên này. Ghế bên này thì nó bị sắp bóng quá rồi, tâm ra nhìn nó không rõ. Đây mặt ghế đây cũng tương tự vần như bên kia. Mà nó quá bị lóa luôn. Tôi nhìn trên video tôi cũng cảm thấy nó rất là lóa. Nó đẹp ngoại lành tuyệt đối. Và lên tay. Bác đang đứng ở đâu? Đó, tay đây ạ. Quá đẹp và tuyệt vời. Và chúng ta ra đốc bên này. Bên đốc thì đây thì được dưới cũng được đục. Và trên các cái lá cổ này cũng được đục rất là đẹp. Và tiếp theo chúng ta sang bên vách. Vách thì cũng đục tương tự như bên kia. Đó, những cái bình hồ lô sau đồng tiền giải lụa. Và ô vách giữa đây cũng như vậy. Đây và chất gỗ của mình đây, tôi quay sát máy để cho quý vị xem cái chất gỗ. Dầm gỗ không bao giờ lẫn được. Cùng với đó là led độc tay nha quý vị xem đây, led độc tay đây. Đó, led độc tay thì quý vị cảm nhận là bao giờ nó cũng có thần thái, có hồn hơn. Đúng máy. Đục đúng theo lề lối cổ. Và bên này cũng tương tự như bên kia và chúng ta xuống bệ. Bên này tôi chỉ quay qua thôi, tại vì là bên kia, ghế bên kia cũng y hệt như chiếc ghế bên này. Và chúng ta đi chút ở mặt sau của ghế. Đây mặt sau của ghế đây. Đây tôi quay sát máy để cho quý vị cùng xem. Không nứt nè, không rác dập muốn một cong vênh gì cả, còn lành lặn nguyên zin đến 99%. Khi mà nhìn ở camera trên màn hình như này thì nó sẽ bóng mờ hơn rất là nhiều. Và mọi thông tin chi tiết quý vị có thể vui lòng liên hệ qua hai số điện thoại trên màn hình kia. Và quý vị xem video thì nhớ đừng quên là đăng ký và subscribe kênh Đồ Gỗ Quốc Bình Tuấn để có thể liên tục cập nhật và theo dõi những cái sản phẩm mà chúng tôi đang hàng ngày. Và ngoài cái sản phẩm là bộ trường kỷ này ra thì đơn vị của chúng tôi còn bán rất nhiều những món đồ gỗ khác theo lối cổ. Chúng tôi xin mời quý vị có thể đến trực tiếp để có thể xem tận mắt những cái sản phẩm của chúng tôi trưng bày. Và rất cảm ơn quý vị đã theo dõi cái video clip của chúng tôi. Cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những cái video clip tiếp theo. Xin chào.